Xin chào các bạn, hôm nay Mr. Lộc TV sẽ nói về điều gì? Mr. sẽ nói về chủ đề nhóm từ thiện Hoa Hồng Vàng tự phát tâm tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Vâng, nhiều người vẫn đặt ra câu hỏi: làm từ thiện để được gì? Cho phép muôn nói câu này, làm từ thiện tạo phúc đức cho con cháu về sau, cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Từ thiện không chỉ giúp ích cho người, mà còn giúp cho con cái chính mình noi gương theo làm những điều tốt đẹp ở xã hội. Vâng, muôn sẽ nói đến nhóm từ thiện Hoa Hồng Vàng tự phát tâm trao quà cho người bệnh tại Bệnh viện Tâm Thần ở cầu Sông Ngang, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Chúng tôi ghi hình lại một buổi trao quà ý nghĩa, yêu thương cộng đồng, trao quà cho các bệnh nhân, bệnh tật và hộ nghèo ở tại bệnh viện. Đây là chương trình thường niên với nhiều hoạt động ý nghĩa giúp chia sẻ, giảm khăn trong cuộc sống hiện nay. Nào, chúng ta cùng xem bộ siêu tập câu chuyện của Mr. Lộc TV. Nào, xin mời bạn nhấn subscribe ủng hộ kênh chúng tôi. Hello friends! What will MRLOCTV say today? Mr. will talk about the topic. The Golden Rose Charity Group is spontaneous in Kai Nhon City, Binh Dinh Province. Yes, many people still ask the question, what do charity do? Let Moon say this sentence. Doing charity work to create merit for children and grandchildren later, peaceful and happy life. Charity not only helps people, but also helps their children to follow the example of doing good things in society. Yes, Moon will talk about the Golden Rose Charity Group. Too Fat Tam giving gifts to patients at a mental hospital in the horizontal bridge of Kai Nhon City, Binh Dinh Province. We recorded a meaningful gift of community love to give gifts to patients. Illnesses and poor households in hospitals. This is an annual program with many meaningful activities to help share and reduce difficulties in today's life. Let's see MRLOCTV story collection. Come on, please click subscribe to support our channel. Yes, in today's society, there are still many difficult situations and situations that need help. It is a charitable activity that helps society, one of the positive activities we should do and share the gift. Sharing love and charity is expressed in many different forms of organizations such as the Golden Rose Group today. Love and protect each other as a hidden beauty within each person. Every year, every day or even every day there are donors who support the difficult situations in life. The leader of Hong Nguyen pioneered to establish the Golden Rose Charity Group, phone number 0938806169, name Hong, by the author MRLOCTV Collectibles. Thank you and see you again. Vâng, trong xã hội hiện nay vẫn còn rất nhiều những hoàn cảnh, những mảnh đời khó khăn cần được giúp đỡ. Đó là hoạt động từ thiện có ích cho xã hội, một trong những hoạt động tích cực chúng ta nên làm, và chia sẻ món quà, chia sẻ tình yêu thương. Từ thiện được biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau của cả các tổ chức như nhóm Hoa Hồng Vàng trong buổi ngày hôm nay. Yêu thương, đùm bọc lẫn nhau như một nét đẹp tiềm ẩn bên trong mỗi con người. Mỗi năm, mỗi tháng hay thậm chí mỗi ngày luôn có những nhà hảo tâm ủng hộ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Trưởng nhóm Hồng Nguyễn Tiên Phong phát tâm thành lập nhóm từ thiện Hoa Hồng Vàng, số điện thoại 0938806169, tên Hồng, của tác giả Mr. Lộc TV siêu tầm. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Das Mr. Lossi, das Mr. Lossi, das Mr. Lossi, das Mr.